Thiên Chúa không những là đấng giàu lòng thương xót, Ngài còn là đấng hay cảm thông. Tác giả Thánh Vịnh 103 viết, như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Ngài, vì Ngài biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Ngài vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. Thiên Chúa biết, Thiên Chúa nhớ, Ngài cảm nhận được những cảm xúc, những yếu hèn, những bất toàn của chúng ta. Ngài đối xử với chúng ta như một người cha đối với con cái mình. Mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, những bậc làm cha mẹ cũng được mời gọi đối xử với con cái của họ bằng chính lòng cảm thông của Ngài. Vì chúng ta được cảm thông, cho nên chúng ta cũng phải cảm thông. Vì chúng ta được thương xót, cho nên chúng ta cũng phải xót thương. Chúng ta được đông bằng đấu nào, chúng ta cũng phải đông lại bằng đấu ấy. Nhưng trong quan hệ với con cái, cảm thông không hề đồng nghĩa với nuông chiều hay nhắm mắt làm ngơ trước những đòi hỏi hay tật xấu của con cái. Nhiều bậc cha mẹ luôn sẵn sàng thỏa mãn mọi đòi hỏi của con cái, cho dẫu đó là những đòi hỏi vô lý. Cảm thông đích thực vẫn luôn đi với sự cứng rắn. Cứng rắn để đòi hỏi con cái phải cư xử cho ra người. Nhưng cảm thông để hiểu được những giới hạn, khuyết điểm và vấp ngã của chúng. Dĩ nhiên, vừa cứng rắn lại vừa biết cảm thông, không phải là điều dễ dàng. Có lúc cha mẹ tưởng chừng như sự cảm thông của họ có giới hạn, và họ không còn chịu đựng được con cái mình nữa. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta có một cha trên trời, là đấng mà sự cảm thông không ngừng được lặp lại mỗi ngày đối với chúng ta. Chúng ta cần phải hướng về Ngài để múc lấy sự cảm thông. Hãy để cho nguồn cảm thông vô tận của Ngài tuôn chảy vào đáy giếng khô cằn của chúng ta. Chúng ta cần phải nghĩ đến sự cảm thông. Ngài đã tỏ bày cho chúng ta cần phải cảm tạ và chúc tụng Ngài, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được sự cảm thông của Ngài. Cho dẫu chúng ta có cảm nhận được sự cảm thông của Thiên Chúa hay không, chúng ta cũng phải luôn có thái độ cảm thông đối với con cái chúng ta. Chúng ta hãy đọc lại bài vũ ngôn Người Con Hoang Đàn. Người cha trong bài vũ ngôn để cho con của mình ra đi. Thiên Chúa cũng cư xử với chúng ta như thế. Ngài là đấng có thể cưỡng bách và uốn nắn ý muốn của chúng ta, nhưng Ngài không hề đứng chận trước cửa nhà khi chúng ta muốn bỏ nhà ra đi. Ngài cũng chẳng đi theo chúng ta để cằn nhằn vì chuyện chúng ta bỏ nhà ra đi. Ngài tôn trọng chúng ta và để cho chúng ta hoàn toàn tự do trong sự lựa chọn của chúng ta. Trong sự thất bại của Thiên Chúa, trước sự chọn lựa của con người, chúng ta thấy có cả sự khôn ngoan lẫn công bình. Nhiều lúc chúng ta tự lao mình vào thảm họa, và lúc đó chỉ có thảm họa mới có thể dạy cho chúng ta một bài học mà thôi. Thiên Chúa để cho chúng ta chọn lựa, để chúng ta học được bài học từ sự thất bại của chúng ta. Chọn lựa nào cũng có cái giá của nó. Là một chọn lựa là chấp nhận những hiểm nguy. Là cha mẹ, chúng ta không thể bảo vệ con cái chúng ta khỏi những hiểm nguy vì sự chọn lựa của chúng. Cha mẹ không nên mang mặc cảm khi để cho con gặt hái điều chính chúng đã gieo vải. Đây cũng chính là cách thế Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Ngài chẳng vui khi thấy chúng ta làm những chọn lựa sai lầm, nhưng Ngài vẫn để cho chúng ta làm sự chọn lựa ấy một cách tự do. Người con hoang đàn chỉ nhận ra được sự sai trái của mình khi sống giữa đàn heo và thèm ăn một chút của ăn thừa của heo.
giữa một bên là để chúng ta tự do chọn lựa, theo đúng với phẩm giá của chúng ta, và một bên là tước đoạt tự do của chúng ta. Thiên Chúa để cho chúng ta tự do, cho dẫu khi chúng ta chọn lựa điều hoàn toàn ngược lại với ý muốn của Ngài. Những chọn lựa ngu xuẩn của con cái chưa hẳn đã là bước đường cùng. Người cha trong tin mừng đau khổ biết chừng nào khi đứa con ra đi, và nhất là khi nó rơi vào cùng cực, đến nỗi phải ăn thức ăn của heo. Cha mẹ nào không đau khổ khi thấy con cái hư đốn? Nhưng cũng như Thiên Chúa, cha mẹ cũng hãy tin tưởng rằng chính từ tình trạng khốn khổ ấy mà con cái sẽ học được bài học đích đáng. Thiên Chúa là đấng công bình, nhưng Ngài luôn có thái độ thích đáng đối với tội lỗi của con người. Ngài không dung chấp tội lỗi, nhưng lại tỏ ra cảm thông với con người tội lỗi. Ngài xét đến từng góc cạnh, từng yếu tố của hoàn cảnh chúng ta. Ngài hiểu được khổ đau của chúng ta. Đó cũng phải là cách thế cha mẹ đối xử với con cái. Càng nghĩ đến Thiên Chúa như một người cha, cha mẹ lại càng phải cảm thấy có trách nhiệm đối với con cái. Dĩ nhiên, vẫn luôn có sự khác biệt trời bể giữa cách thế Thiên Chúa đối xử với chúng ta và cách thế chúng ta đối xử với con cái. Tình yêu của Ngài là vô biên vô lượng. Loài người chúng ta thì bất toàn, thiếu sót. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể và không nên bắt chước Thiên Chúa trong cách đối xử của chúng ta. Chúa Giê-xu đòi buộc chúng ta phải nên trọn lành như Cha trên trời. Chúng ta chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúng ta hãy mang đến cho Ngài. Điều quan trọng không phải là những gì chúng ta có, mà chính là lòng tin và sự quảng đại của chúng ta. Nhân bánh và cá ra nhiều không phải là trách nhiệm của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta chính là vâng nghe lời Ngài. Ngài là đấng quyền năng, chỉ có Ngài mới có thể làm phép lạ mà thôi. Là cha mẹ của những đứa con đang lớn, cha mẹ hãy đối xử với chúng bằng chính cách thế Thiên Chúa đối xử với họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.